Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chuyên mục Sức khỏe online hôm nay. Chuyên mục Sức khỏe online hôm nay xin chia sẻ đến quý vị về một cái loại thuốc nam khác. Đó là một cây dược loại quý hiếm rất đặc biệt. Nó có công dụng chữa bệnh rất là tuyệt vời. Đó là cây sơn thù du. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sơn thù du có vị chua, tính ôn vào hai kinh can, thận. Có tác dụng ôn bổ can thận, điều trị di tinh, tiểu tiện ra tinh dịch, tiểu tiện nhiều lần, kinh nguyệt không đều. Tên khác: sơn thù, thù nhục, táo bì. Tên khoa học: con nút officina. Bộ phận dùng làm thuốc của cây sơn thù là quả nên còn gọi là sơn thù du. Cây thu hái quả vào tháng 10 hàng năm. Người ta hái quả sơn thù sau đó phơi khô và tách bỏ hạt rồi tiếp tục phơi khô làm thuốc. Trong quả sơn thù du có 13% saponiti, các axit hữu cơ, glycosid, conin. Trong lá sơn thù có các vitamin C và E. Theo tài liệu, cổ sơn thù du có vị chua, sáp, tính hơi ôn vào hai kinh can và thận. Có tác dụng ôn bổ can thận, sáp tính, chỉ hàn, làm cho tinh khí bền, ít ra mồ hôi, thường dùng điều trị di tinh, tiểu tiện ra tinh dịch, tiểu tiện nhiều lần, kinh nguyệt. Công dụng: điều trị thận hư, phù tai ở người cao tuổi, điều trị chứng di tinh, mộng tinh, điều trị chứng tiểu tiện ra tinh dịch, điều trị bệnh tiểu gắt, tiểu tiện nhiều lần trong ngày, điều trị chứng đau xương ốc ở đầu, điều trị bệnh kinh nguyệt không đều ở phụ nữ. Rễ và hoa sơn thù có tác dụng kháng sinh, đặc biệt là với nhóm bệnh hương hàn và lỵ. Đối tượng sử dụng: bệnh nhân mắc chứng thận hư, phù tai, người già suy giảm chức năng thận dẫn tới hiện tượng đi tiểu đêm nhiều lần, nam giới mắc chứng di tinh, mộng tinh, đi tiểu ra tinh dịch, người mắc vàng do căn thận hư, người mắc chứng đau xương ốc, phụ nữ kinh nguyệt không đều. Cách dùng, liều dùng: bài thuốc bổ can thận, điều trị chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, có tên lục vị địa hoàng hoàng, gồm các vị: thuộc địa 300g, sơn thù 150g, hoài sơn 150g, đan bì 10g, bạch linh 10g, trạch tả 10g. Đem nghiền bột hoàng tán, ngày uống 8 đến 12g viên hoàng. Bài thuốc có tác dụng bổ can thận, điều trị thận âm hư, tinh tinh, liệt dương, phù tai, đặc biệt là những người bắt đầu bước sang tuổi già. Điều trị chứng thận hư, sơn thù, thạch xương bồ, địa hoàng, cam cúc hoa, hoàng bá, ngũ vị tử lượng bằng nhau 6g, sắc uống hàng ngày hay ngâm rượu uống, uống 15 ngày, nghỉ 10 ngày rồi uống tiếp 3, 5 lần. Điều trị chứng kinh nguyệt không đều, sơn thù nhục, thuộc địa đều 15g, đương quy, bạch thực đều 12g, sắc uống. Điều trị chứng bệnh đau xương ốc, đồng y quan niệm ốc là bể chứa tủy, tủy có đầy thì mới khỏi đau, do vậy cần bổ tủy. Bài thuốc gồm các vị: sơn thù du, sử người, sa biển, bạch tật lê, thuộc địa hoàng, nhân sâm, mạch môn, ngưu tất, cam cúc hoa, mỗi vị 4g, sắc uống liên tục trong 20 ngày.